Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa cho biết, siêu thị miễn thuế GC là siêu thị lớn nhất tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Thế Kỷ Vàng, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, vừa thông báo sẽ đóng cửa hoạt động kể từ ngày 5 tháng 5. Lý do đóng cửa là họ không còn được hưởng chính sách ưu đãi kinh doanh, khiến thua lỗ kéo dài. Đây là một trong ba cửa hàng cuối cùng trong tổng số 32 doanh nghiệp bán hàng miễn thuế tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, tạm dừng hoạt động. Lý do các cửa hàng siêu thị miễn thuế phải đóng cửa là có sự thay đổi của nhà nước về chính sách bán hàng miễn thuế. Cụ thể là tại thông tư số 116 về việc sửa đổi bổ sung thông tư số 137 ngày 3 tháng 7 2009 Bộ Tài chính được quy định lại là các nhóm hàng từ nội địa đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu không được mở tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu để được hưởng chính sách ưu đãi thuế suất 0%. Quyết định số 72 áp dụng kể từ ngày 15 tháng 1 2014 quy định không bán miễn thuế rượu bia cho khách tham quan du lịch, kể cả khách mua hàng từ các nước Campuchia. Cái thông tư 139 thì cái danh mục này nó gồm toàn bộ những cái mặt hàng là khi doanh nghiệp nhập khẩu từ nước ngoài về đều phải cái chịu nộp thuế ngay theo cái quy định này. Thì từ cái quy định này thì từ đầu năm 2015 đến nay thì hầu hết các doanh nghiệp trong khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài hầu như là chỉ bán hàng tồn kho. Về cái khó khăn thì phải nói là cái khi mà đưa một cái danh mục như thế thì gây một cái khó khăn cho doanh nghiệp, tức là phải ứng trước một cái số tiền để nộp thuế, phải ứng trước một số tiền và chịu rủi ro trong quá trình kinh doanh, phải nộp thuế xong thì khi bán hàng xong thì mới được hoàn thuế. Thì cái điều này thì nó gây một áp lực lớn đối với các doanh nghiệp trong khu. Trong 3 tháng đầu năm 2015, do không bán được hàng, công ty Thế Kỷ Vàng là một siêu thị lớn nhất tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài bị lỗ khoảng 3 tỷ đồng. Hiện, công ty đã thông báo ngày 5 tháng 5 2015 sẽ chấm dứt hoạt động.